Gia đình Happy TV xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Trước mắt mọi người là cổng chánh môn, hay còn gọi là cửa chánh môn nha. Đã đại trùng tu hoàn thành rồi nha mọi người. Hệ thống cửa tam quan thì bên đây mình nhìn thấy cửa phụ cũng đã hoàn thành rồi nha. Đây, cửa phụ cũng đã hoàn thành rồi. Wow. Rồi, cái cửa phụ bên phải cũng hoàn thành rồi nha. Đây, cũng đã hoàn thành rồi. Cửa phụ bên phải cũng đã hoàn thành rồi nha. Cửa chánh môn số 1 nội ô nha. Đây, số 1 nội ô, cửa chánh môn. Cái vị trí gia đình Happy đang đứng đây là phía cổng chính bên ngoài nha. Đây là cổng phụ. Cổng phụ số 1 đã đại trùng tu, trang trí hoàn thành rồi nha. Cách đây hơn một tuần thì gia đình Happy TV có cập nhật đại trùng tu cửa chánh môn, cửa hòa viện nha. Còn bây giờ màu mới rất đẹp, gia đình Happy cập nhật cho mọi người. Ở đây màu mới rất đẹp. Đây tòa sen cũng rất đẹp luôn nha. Cập nhật bây giờ là 8 giờ 15 phút sáng ngày thứ hai 18 tháng 9 2023 nha. Cái vị trí đang ở đây là phía bên ngoài cổng. Phía trước này là đường Lý Thường Kiệt nha. Ở đây có một đại siêu thị sắp khai trương nha mọi người. Rồi cái hướng đó là hướng về trung tâm thành phố Tây Ninh nha. Toàn bộ tòa thánh nằm ở ngay cái chỗ này là ranh giới thuộc thị xã Hòa Thành nha mọi người. Còn qua bên kia đường là thành phố Tây Ninh. Cửa chánh môn mặt ngoài này đã đại trùng tu hoàn thành, làm rất là nhanh cho kịp tiến độ đại lễ Diêu Trì Cung, hội yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 vài ngày nữa nha. Wow. Gia đình Happy lại gần chi tiết cho mọi người cùng xem nha. Đây là cái bàn tay mình nè. So với cái ô này thì nó rất là nhỏ chiếu à. Màu mới nha. Mình đi ra từ từ cho mọi người biết được nó rộng lớn cỡ nào. Nếu mình đứng từ xa mình nhìn thì mình tưởng lên nhỏ nhỏ nha. Nhưng mà toàn bộ hệ thống cổng chánh môn này với cái chiều cao khổng lồ như thế này bằng một tòa nhà khổng lồ ở thành phố nha mọi người. Rất rộng lớn vô. Cổng chánh môn này hướng là hướng chánh tây nha mọi người. Ở đây cây dấu sơn còn vẫy sơn ở đây rất nhiều nè. Màu mới hoàn toàn luôn. Vẫn còn lấm tấm sơn một chút chiếu nè. Đây là màu mới hoàn toàn luôn nha. Ở đây là góc chia sẻ cận cảnh cho mọi người cùng xem. Đại trùng tu cổng chánh môn đã hoàn thành nha. Chuyên mục khám phá Tây Ninh cập nhật hôm nay là ngày 4 tháng 8 âm lịch nha. Còn 11 ngày nữa là tới rằm tháng 8 đại lễ hội yến Diêu Trì Cung nha mọi người. Bây giờ gia đình Happy sẽ đi vào trong cập nhật cho mọi người cổng chánh môn hoàn thành và cửa hòa viện và đền thánh nha. Nguyên một cụm toàn thể tòa thánh khu vực này đã hoàn thành cho kịp đại lễ hội yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 này nha mọi người. Rồi vào bên trong thôi nào. Let's go. Wow. Hệ thống cổng tam quan, cổng chánh môn, hay còn gọi là cửa chánh môn nha mọi người. Ở đây là cửa số 1. Thì theo thông tin cập nhật, cửa chánh môn này được xây dựng năm 1965 nha. Hướng chánh tây là từ đền thánh hay là tổ đình, hướng thẳng ra ngoài đây là cửa chánh môn. Cửa này chỉ mở để đón nguyên thủ quốc gia hay là các lãnh đạo của các tôn giáo khác thôi nha mọi người. Hôm trước mình có cập nhật là tầm khoảng hơn một tuần trước là đại trùng tu cổng chánh môn và cửa hòa viện nha. Hiện tại thì cửa hòa viện đã hoàn thành.
thì bây giờ cổng chánh mâm cũng vừa mới hoàn thành luôn. Bây giờ gia đình Happy TV sẽ cập nhật cho mọi người về hình ảnh mới nhất về cổng chánh mâm đã hoàn thành tiến độ để kịp đại lễ hội yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 này nha. Bản cập nhật này là vào lúc 8:30 sáng ngày 18/9/2023, nhằm ngày 4/8 âm lịch nha. Đây, bây giờ mình đi lại gần hơn chút cho mọi người dễ nhìn nha. Bây giờ mình đang đứng là bên trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh nha. Bên ngoài mình nhìn thấy là cái siêu thị, đại siêu thị chuẩn bị hoàn thành nha. Đây, cái cổng lớn nhất đã hoàn thành cho mọi người cùng xem nha. Cái hướng mình đang nhìn là hướng thuận chánh tay luôn. Wow, đại đạo tam kỳ phổ độ. Độ cao của cổng chánh môn này là 9m nha. Cái độ dài từ mí bên đó, cái cổng nhỏ, đi qua bên đây là 54m. Cho mọi người dễ hình dung nha. Khi mình đứng gần, nó rất là khổng lồ, rất là lớn, siêu khổng lồ như một tòa nhà luôn. Hệ thống cửa tam quan là có 3 cổng nha, 2 cổng nhỏ và 1 cổng chính. Ở đây mình review chi tiết cho mọi người cổng chánh môn. Wow, rồi ở đây là màu mới, sơn màu mới hết nha mọi người. Ở dưới dấu vết vẫn còn lấm tấm sơn nhiễu xuống đây nè, màu mới hoàn toàn hết, chuẩn bị cho đại lễ hội yến Diêu Trì Cung nha mọi người. Cổng cũng được sơn mới hoàn toàn. Cách đây hơn một tuần thì gia đình Happy TV có cập nhật đại trùng tu thì dàn giáo tre rất là nhiều, bây giờ là sơn mới hoàn toàn hết rồi nè. Ở trong đây mình còn nhìn thấy được một cái lõi. Cái lõi này là cái lõi bằng cây gỗ nha mọi người. Ngày xưa ở đây là bằng cây gỗ nè, còn lú cái lõi này ra nè. Bên đây hệ thống những đài sen cũng được điểm tô màu mới rất là đẹp nha mọi người. Hôm trước á là trắng tinh, còn bây giờ đã được điểm màu, màu vàng, màu đỏ và màu trắng nha. 3 màu chủ đạo, rất là đẹp. Bây giờ mình cập nhật lên cái ô nhỏ này phía bên phải nha. Cũng đã hoàn chỉnh, hoàn toàn rồi. Ở đây có một cái cửa nhỏ khóa lại rồi nha mọi người. Nó giống như là một cái ngăn bí mật ở trong này vậy, để canh gác. Rồi, bên đây cũng có một cái ô cửa nhỏ luôn, cũng sơn mới lại màu xanh luôn. Góc khám phá Tây Ninh. Wow, bên đây mình nhìn thấy dàn giáo tre đã được dọn dẹp gọn gàng bên này rồi nè. Toàn bộ những cái dàn giáo tre, cái cây này rất là bự nha mọi người, rất là bự. Hệ thống cổng chánh môn đã hoàn thành. Ở đây mọi người nhìn thấy rất là nhiều dàn giáo tre tém gọn bên góc này nha. Thì cổng chánh môn độ dài 54m, đại trùng tu Tòa Thánh Tây Ninh thì tới năm sau mới hoàn thành nha. Nhưng mà hiện tại cổng chánh môn, cửa hòa viện và đền thánh đã hoàn thành sớm trước ngày rằm tháng 8 này. Mọi người nhìn thấy nè, từ cái trụ này sang bên đây nè là vẫn chưa có hoàn thành, chưa có làm, chỉ mới hoàn thành cổng chánh môn thôi nha mọi người. Đây, cái đài sen bự, mình nhìn thấy cái đài sen bự này nó bự hơn bên này luôn. Đây, màu mới nè. Còn cái này là hướng về cái cổng số 12 thì chưa có làm kịp nha. Toàn bộ cái này sẽ đại trùng tu tới năm sau mới xong. Nhưng mà từ cái đầu này hướng ra chỗ cổng chánh môn, ở đây cho mọi người nhìn nè, lên cổng chánh môn nha, thì đã màu mới hoàn toàn, rất là đẹp rồi. Đây, ô màu trắng luôn, trắng tinh. Wow,
cập nhật đại trùng tu vào buổi sáng ngày 4 tháng 8 âm lịch nha, nhằm ngày 18 tháng 9 2023. Cổng chánh môn đã hoàn thành nha mọi người. Do cuối tháng này, tức là tầm hơn 10 ngày nữa là tới đại lễ hội yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 rất là lớn, nổi tiếng cả nước mình ai cũng biết hết nha. Mọi người nhớ theo dõi video cập nhật đại lễ hội yến Diêu Trì Cung của gia đình Happy TV nha. Đây, đã hoàn thành chi tiết. Hôm nay là bản cập nhật đại trùng tu cho mọi người gần xa qua mảnh nhỏ có thể xem được độ to lớn, màu sắc rất là đẹp của cổng chánh môn tòa thánh Tây Ninh nha. Du lịch khám phá Tây Ninh qua màn ảnh nhỏ. Đây, gia đình Happy TV đang đi độ dài tới 54m, lần nãy giờ nàng đang đi bộ mới được có một nửa nè. Gia đình Happy sẽ review cận chi tiết cho mọi người luôn. Đây, cái góc bên đây màu mới hoàn toàn, màu sơn mới, màu vàng với màu trắng. Những cái ô khe cửa này có thể nhìn ra bên ngoài nha. Ở giữa là có độ rộng, độ rộng ở bên trong nha mọi người. Ở đây có độ rộng bên trong, có độ rộng bên trong. Đây, bên đây cũng có cái ô cửa bí mật nha mọi người, khóa lại rồi. Giống như là ô cửa để mà mình canh gác hoặc cất đồ nha. Đây là cái ô cửa nhỏ bên trái đã hoàn thành. Này là sơn màu xanh. Góc khám phá Tây Ninh. Wow, bên đây cũng có dàn giáo tre gỡ ra. Mình đi một vòng hết bên đây cho mọi người thấy toàn bộ cổng chánh môn chi tiết đại trùng tu như thế nào nha. Ở đây là cái dàn giáo tre cũng cất bên góc bên đây, bên ngoài sẽ không nhìn thấy, bây giờ mình đi vô trong mới thấy nha. Hôm trước các cô chú lúc mà đang đại trùng tu nói rằng là tòa thánh Tây Ninh này làm tới năm sau mới xong, nhưng mà cổng chánh môn thì làm thật nhanh cho kịp đại lễ hội yến Diêu Trì Cung. Mọi người nhìn thấy nè, tới cái mí này đã điểm tô rất đẹp nha. Còn bên đây là chưa nè, bên đây là chưa nè, bên đây là sẽ hàng rào kéo dài 12 cửa rất là lớn. Tòa thánh Tây Ninh có 96 mẫu lận, mọi người hay chia sẻ là gần 100 mẫu đó, là thiệt nha, rất rộng lớn, nên để đại trùng tu toàn thể cái này rất là lâu, tới năm sau mới xong. Nhưng mà cổng chánh môn với lại cửa hòa viện và đền thánh thì làm cho kịp đại lễ rằm tháng 8 là 11 ngày nữa nha mọi người. Wow. Rồi, hôm nay là cập nhật đại trùng tu cổng chánh môn. Sau đó gia đình Happy sẽ chạy qua chỗ cửa hòa viện và đền thánh cho mọi người vào một góc buổi sáng khám phá Tây Ninh từ xa nha. Nếu mọi người thấy hay, ý nghĩa, đáng yêu, nhớ bấm like, ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây, mình nhìn lại một lần nữa toàn thể cổng chánh môn, dài 54m, cao 9m. Hệ thống cổng tam quan, hướng chánh tây từ đền thánh hướng nhìn ra nha. Rồi, ở đây có một cái nhà gác điều hành và mở cổng nhà gác chánh môn số 1 nha mọi người. Rồi.
Rồi, góc khám phá Tây Ninh. Gia đình Happy xin chia sẻ hình ảnh cổng chánh môn vừa mới đại trùng tu hoàn thành nha. Đã mang tất cả dàn giáo tre ra hết rồi. Bây giờ mình đi một vòng về hướng cửa Hòa Viện hay là cổng số 11 nha, và đền Thánh, để cho mọi người được xem cập nhật sớm nhất, nhanh nhất hiện tại đang có tại Tòa Thánh Tây Ninh, chuẩn bị cho đại lễ hội yến Diêu Trì Cung chi tiết nha. Mọi người đang nhìn thấy cái hướng này là hướng về Tổ Đình, hay còn gọi là Đền Thánh nha. Bên đây thì Đức Phật hôm trước mình cập nhật, bây giờ cũng đã đại trùng tu màu mới hoàn toàn, rất đẹp nha mọi người. Ở đây có nhiều du khách đến check in chụp hình. Và ở đây có khu vực này có rất là nhiều khỉ nha mọi người. Góc khám phá dành cho những người nào ở xa dự định tham quan Tòa Thánh Tây Ninh nha. Đây có rất là nhiều khỉ. Ở đây nhiều khỉ lắm nha. Khỉ đang ngồi, có khỉ con với khỉ mẹ rất là nhiều luôn nha. Khỉ mẹ ôm khỉ con. Hình ảnh nét đẹp thiên nhiên buổi sáng tại Tòa Thánh Tây Ninh nha. Mọi người sẽ bắt gặp được cái nét đẹp này nếu đến đây nha. Không cần phải đi sở thú đâu, đến đây có rất là nhiều khỉ ở xung quanh những khu rừng tại Tòa Thánh Tây Ninh nha. Trước mắt mọi người là Đền Thánh sau đại trùng tu. Gia đình Happy đã cập nhật Đền Thánh đại trùng tu hoàn thành rồi nha. Cập nhật bây giờ là gần 9 giờ sáng ngày 18 tháng 9 2023 nha, nhằm ngày 4 tháng 8 âm lịch. Toàn bộ màu mới của Đền Thánh sau đại trùng tu nha, rất là đẹp. Bây giờ đã đón du khách đầy đủ hết, tất cả giáo tre đã gỡ ra hết nha, chỉnh trang rất là đẹp. Ở đây chúng ta nhìn thấy rất là nhiều du khách đang chụp hình check in ở phía trước cổng nè. Đây, rất là nhiều du khách đang chụp hình check in phía trước nè. Rồi bây giờ mình hướng ra cửa Hòa Viện nha. Hôm trước mình có cập nhật cửa Hòa Viện cũng đại trùng tu cùng lúc với cổng chánh môn. Cửa Hòa Viện này cũng rất là quan trọng, ngày xưa là cửa số 1. Cửa này hướng đi ra núi Bà Đen, hướng ra đường Điện Biên Phủ phía trước đây. Đây, phía trước này là Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phủ này là thành phố Tây Ninh nha. Hướng đi 9 cây số đi về núi Bà Đen. Chính vì cái cửa này nó quan trọng như thế này nên vừa rồi là cập nhật đại trùng tu và hoàn thành trước cửa chánh môn luôn nha. Bây giờ là hai cửa đã mở ra, mọi người thấy là ra vào bình thường rồi nè. Chuyên mục khám phá Tây Ninh cập nhật cho mọi người vào sáng nay ha. Cửa chánh môn và cửa Hòa Viện đã hoàn thành rồi, rất là đẹp luôn nha. Góc khám phá Tây Ninh hướng chánh tay là hướng của Đền Thánh nha mọi người. Thì hiện tại mọi người đang nhìn thấy nè, ở đây vẫn còn đang đại trùng tu xịt sữa, làm sạch làm đẹp tất cả các nền luôn nha. Mình nhìn thấy rất là sạch sẽ nè, mỗi ngày đều xịt rất là sạch để chuẩn bị cho đại lễ hội yến Diêu Trì Cung 11 ngày nữa nha mọi người. Góc chia sẻ khám phá Tây Ninh của gia đình Happy TV nha. Rồi, rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nha. Nếu thấy hay mọi người có thể bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Nếu cần cập nhật vị trí nào của Tòa Thánh Tây Ninh, mọi người cứ comment, gia đình Happy sẽ đi quay và cập nhật cho mọi người nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở bản cập nhật tiếp theo nha. Xin chào.